Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và review những sản phẩm audio cao cấp tuyển chọn được cập nhật hàng ngày trên hai kênh chính thức. Đó là kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn và kênh Facebook tại địa chỉ fanpage Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin mời quý vị và các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh và hãy nhấn theo dõi kênh để thường xuyên nhận được những video mới nhất do Tiến Dũng thực hiện vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Tiến Dũng xin chân thành cảm ơn. Và thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ làm một video clip ngắn để hướng dẫn quý vị và các bạn cách lấy nhạc chất lượng cao từ điện thoại di động và từ TV Internet. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm chúng ta cùng theo dõi. Và như quý vị và các bạn đều biết là trong vài năm đổ lại đây thì cái nhu cầu nghe nhạc mạng, hát karaoke nhạc mạng càng ngày càng trở nên phổ biến. Và chính vì vậy những cái nguồn nhạc từ những thiết bị như đầu đĩa CD, đầu đĩa DVD, đầu đĩa 5 số đang dần trở nên lỗi thời. Và các đầu đĩa thì bây giờ anh em cũng đều biết là mua một cái đĩa CD hoặc mua một cái đĩa DVD là việc rất khó khăn. Chỉ khoảng vài năm nữa thôi thì cái thiết bị là đầu đĩa CD và DVD cũng như đầu 5 số nó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thị trường, do cái nhạc mạng Internet nó đã đáp ứng được toàn bộ cái âm nhạc giải trí, nó đa dạng hơn rất nhiều so với sử dụng các đầu đĩa nói chung. Và để nghe được mạng nhạc từ TV Internet thì hoặc từ điện thoại thì nó rất đơn giản. Anh em thông thường sẽ chỉ cắm kết nối cổng 3.5 vào TV hoặc điện thoại, truyền dẫn xuống âm ly hoặc truyền dẫn xuống vang là chúng ta đều có thể nghe nhạc và hát karaoke được. Nhưng đối với những anh em có nhu cầu đam mê âm thanh, tìm kiếm cho mình một cái âm thanh chất lượng cao thì luôn luôn mong muốn mình sẽ có một cái nguồn phát âm thanh tốt hơn, bởi những cái âm ly, những cái loa và những cái vang của mình mua nó rất đắt tiền. Nếu chúng ta kết nối trực tiếp vào TV hoặc điện thoại thì nó sẽ không thể hay được. Và chúng ta sẽ cần một cái bộ giải mã DC chất lượng cao để có được cái nguồn âm nhạc chất lượng tốt hơn. Và ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ test một đoạn âm thanh giữa tín hiệu lấy trực tiếp từ TV Internet thông qua cổng 3.5 so sánh với lại một tín hiệu được giải mã bởi một đầu giải mã DC chuyên nghiệp cao cấp. Chúng ta sẽ cùng làm bài test này ngay bây giờ. Trước mắt quý vị là một chiếc TV Internet tôi đang để quay mặt ở mặt kia và nó đang hát ở đây. Với những chiếc TV Internet thì thông thường nó sẽ có hai cổng kết nối ngõ ra được các hãng bố trí ở phía mặt sau. Chúng ta sẽ cận cảnh vào đây. Hai cổng kết nối ngõ ra thông dụng nhất của TV Internet như sau. Một là cổng 3.5. Các hãng thường ghi là audio output và có cái logo hình cái tai phone, tai nghe ở đây. Đây chính là cổng xuất ra để sử dụng để đeo tai phone với những người đeo tai nghe để không muốn cái chương trình của TV nó ảnh hưởng đến người khác và chúng ta chỉ nghe một mình thôi. Đó là mục đích chính của cái cổng 3.5. Anh em sẽ kết nối tai phone của mình vào đây và nghe để xem thời sự vào ban đêm mà không ảnh hưởng đến người khác. Thì đây là cái mục đích chính của cái cổng 3.5 của TV Internet. Và những anh em nghe nhạc bình dân thì cũng kết nối từ cổng 3.5 này truyền dẫn trực tiếp xuống âm ly của mình để nghe nhạc và hát karaoke. Thì với cách này chúng ta vẫn nghe nhạc được thông thường, hát karaoke bình thường. Tuy nhiên âm thanh nó không phải là âm thanh chất lượng cao. Và đặc biệt khi chúng ta mỗi ngày mỗi cắm rút ra vào như thế này thì cái lỗ tai phone này nó sẽ hư và nó sẽ ảnh hưởng đến cái TV. Và những cái TV chúng ta mua hàng chục triệu, hàng mấy chục triệu một cái TV thì khi mà bê chở nó đi sửa thì nó cũng sẽ rất tốn thời gian và cái kinh phí. Và một cái âm thanh chất lượng cao của TV Internet thứ hai mà TV sẽ xuất ra đó là cổng optical, hai anh em thường gọi là cổng quang. Với âm thanh từ cổng quang là âm thanh tín hiệu số. Và để nghe được cái âm thanh từ đây chúng ta cần phải có một cái thiết bị giải mã DAC.
biến đổi tín hiệu số sang tín hiệu dạng analog thì từ đó chúng ta mới có thể nghe được âm thanh của cổng quang optical, âm thanh chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay thì Dũng sẽ test giữa hai cổng này để anh em có thể so sánh được cái âm thanh giữa hai thiết bị này, xem nó có sự chênh lệch đáng kể hay không. Chúng ta sẽ nghe với cổng 3.5 của TV Ethernet trước. Sau đó thì Dũng sẽ kết nối dây quang và khởi động cái giải mã DC chuyên nghiệp lên. Và chúng ta sẽ so sánh giữa hai cổng âm thanh này. Đây là âm thanh mà anh em nghe được từ cổng 3.5 của TV Ethernet. Ở đây anh em thấy âm thanh nó khá ổn, chúng ta có thể nghe được, tạm chấp nhận được. Bây giờ tôi sẽ kết nối cái cổng quang của giải mã chuyên nghiệp vào. Chúng ta sẽ nghe với giải mã DC. Ở đây chúng ta thấy âm thanh nó rõ nét hơn rất nhiều và đặc biệt cái biên độ nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiếng đàn tranh sáo mõ nó rõ ràng hơn rất nhiều. Và chúng ta sẽ nghe lại với cổng 3.5 một lần nữa. Của cổng 3.5 kết nối trực tiếp từ TV Ethernet không qua giải mã. Chúng ta sẽ nghe lại với cổng quang một lần nữa. Âm thanh khi đi qua một bộ giải mã nó hay hơn, nhạc tính nó tốt hơn, biên độ nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chúng ta đi trực tiếp từ cổng 3.5 của TV Ethernet. Và với những cái âm ly đắt tiền, với những cái cặp loa đắt tiền hàng vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu mà anh em kết nối trực tiếp từ TV Ethernet xuống thông qua cổng 3.5 thì nó cũng không thể hay được. Và với những giải mã DC chuyên nghiệp thì mức giá nó cũng rất bình dân. Đối với những cái giải mã trên thị trường thì có rất nhiều. Ngày hôm nay thì Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn là cách sử dụng với cái giải mã này. Đó là Tobin D50S. Đây là một giải mã chuyên nghiệp. Và để sử dụng một cái giải mã này thì chúng ta kết nối nó rất đơn giản. Đây là một cái giải mã Tobin D50S. Đạt chuẩn 2D Audio và 2D Audio Wireless. Giả mã này lên đến DSD512. Phía mặt trước thì có một công tắc mở nguồn và một nút volume, nút chọn ngõ vào. Phía mặt sau cũng rất đơn giản. Đầu tiên phía bên đây chúng ta thấy là cổng kết nối nguồn điện 5V. Khi chúng ta mua thiết bị này về thì nó sẽ có một cái dây. Và chúng ta cần mua thêm một cái cục adapter giống như vậy nữa thì mới có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Kết nối nguồn 5V vào đây. Như vậy là việc cấp điện đã xong. Anh em hình dung như đây là một cái đầu đĩa. Để cái đầu đĩa này hoạt động được thì chúng ta cần phải cắm điện cho nó. Thì cắm điện vào đây. Và để cái đầu đĩa này nó hoạt động được thì chúng ta cần phải kết nối. Chúng ta cần phải bỏ đĩa vào. Và trong trường hợp này chúng ta không dùng đĩa thì chúng ta sẽ dùng với cổng quang optical từ TV Ethernet. Dây này là dây quang kết nối từ cổng optical của TV truyền dẫn đến cổng optical in với mục đích là truyền dẫn cổng quang đến cái giải mã này. Sau đó thì chúng ta sẽ nhận được cái tín hiệu cổng analog ở hai lỗ dạng rắc bông sen, hãng đề là left right out. Thì chúng ta chỉ kết nối cái rắc này. Ở đây nó giống tương tự như là một đầu đĩa
Tín hiệu ở đây nó giống như một đầu điện, từ đây chúng ta truyền dẫn xuống âm ly, truyền dẫn xuống vang là có thể nghe nhạc và hát karaoke giải trí được luôn. Và tất nhiên chúng ta sẽ khởi động máy lên và nghe nhạc. Như vậy là việc kết nối đã hoàn tất, nó rất đơn giản phải không nào? Và ngoài việc kết nối với TV Internet thì với thiết bị này chúng ta cũng có thể kết nối được với điện thoại di động. Chúng ta sẽ kết nối điện thoại di động thông qua cổng Bluetooth 5.0. Chúng ta sẽ bật cái nút này sang vị trí BT, tức là Bluetooth. Trên màn hình đã hiện lên chữ D50S. Bật Bluetooth lên D50S. Và chúng ta sẽ kết nối vào đây. Bây giờ tôi sẽ mở một đoạn nhạc từ điện thoại di động thông qua Bluetooth 5.0 để quý vị và các bạn sẽ cùng trải nghiệm âm thanh. Thì đối với Tobin D50S thì cái âm nhạc từ điện thoại thì nó còn hay hơn cả từ cổng quang của TV. Quý vị đang nghe được âm thanh từ cổng Bluetooth 5.0 trên điện thoại. Dĩ nhiên là chúng ta có thể cầm điện thoại đi cả trong nhà. Bluetooth này bắt sóng được 15 mét, rất xa. Chúng ta có thể ngồi trên sofa, ngồi trên võng, ngồi trên ghế và chọn bài từ điện thoại di động và có thể lớn nhỏ được ở trên đây. Có thể hát karaoke được từ điện thoại di động hoặc iPad với kết nối Bluetooth 5.0. Âm thanh của cổng band 5.0 này nó còn hay hơn cả cổng optical. Như vậy là cái thiết bị này nó rất là nhỏ gọn và rất là tiện lợi. Đặc biệt nó cho âm thanh rất hay, hay hơn rất nhiều so với chúng ta kết nối trực tiếp từ cổng 3.5 của TV Internet hoặc của máy tính cũng như điện thoại. Thiết bị này là Tobin D50S. Anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Đây là sản phẩm của Trung Quốc sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, được xách tay từ Mỹ, từ trời Tây về đây. Sản phẩm này có đạt hai tiêu chuẩn rất cao, đó là tiêu chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Đây là hai tiêu chuẩn rất cao của Nhật Bản và chỉ có những thiết bị cao cấp mới có hai tiêu chuẩn này được đóng mạc ở trên đây. Thiết bị này anh em đặc biệt anh em sẽ thấy là nó còn có chức năng Auto Power, tức là sau khi không nhận được tín hiệu từ điện thoại hoặc từ TV Internet thì nó sẽ tự động tắt sau 1 phút. Như vậy là cái tuổi thọ của cái thiết bị này nó sẽ rất bền, rất cao. Chúng ta chỉ cần rút cổng quang ra hoặc tắt điện thoại di động không nghe nữa thì khoảng 1 phút sau máy sẽ tự động tắt. Nó sẽ rất bền theo thời gian. Sản phẩm này mới 100% được bảo hành 1 năm. Và Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai thùng hàng đầu tiên. Đây là những sản phẩm hàng xách tay trực tiếp từ Mỹ về, bản USA. Tobin D50S, hàng của Trung Quốc sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Này là Made in China, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Xách tay trực tiếp từ Mỹ về đây, bản US. Và đây là hai thùng hàng đầu tiên, thì Dũng về được 20 bộ. Sản phẩm này có hai màu, màu đen và màu trắng. Mới nguyên siêu 100%. Thì Dũng sẽ khui thử một hộp hàng ra để quý vị và các bạn sẽ thấy các linh phụ kiện nằm ở phía bên trong. Đây là những sản phẩm
đạt chuẩn 2DS Audio, giải mã DSD lên đến 512 cho âm thanh chất lượng cao. Quý vị có thể nghe được những nhạc lossless khi kết nối với máy tính hoặc kết nối với điện thoại di động. Chúng ta cũng có thể kết nối cổng quang của TV Ethernet sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Đây là bên trong vỏ hộp của Tobin D50S. Các hướng dẫn cài đặt Catalo, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung và bằng tiếng Anh. Sản phẩm này có hai màu, màu bạc và màu đen. Với màu bạc là màu giống như màu nhôm phai của các ampli nội địa Nhật. Còn màu đen thì nó là màu đen nhám. Nguyên siêu thì anh em sẽ thấy nó như thế này. Có đầy đủ các nắp chụp, anten Bluetooth chưa bắt vào đây. Có đầy đủ các dấu hợp chuẩn CE và FE, Made in China. Đây là một sản phẩm cao cấp của thương hiệu Tobin, chuyên về thiết bị giải mã DAC. Trong hộp hàng này thì sẽ có một dây cấp nguồn 5V, một dây USB dùng để kết nối giải mã máy tính, một anten Bluetooth 5.0 dùng để thu sóng Bluetooth từ điện thoại di động hoặc từ iPad. Và phía trong này thì chúng ta còn có một remote điều khiển từ xa. Trên đây có chuyển ngõ vào, có chọn các chế độ, có lớn nhỏ và có ngắt tiếng. Chúng ta sẽ có thể bấm ngắt tiếng để nghe điện thoại. Khi điện thoại đổ đến và chúng ta không muốn chạy lại âm ly, không muốn vặn thì chúng ta có dùng remote để ngắt tiếng. Rất tiện dụng. Sản phẩm này mới 100%. Và đối với Tobin D50S thì ở bên trong hộp hàng hãng không có trang bị, không có tặng kèm theo cục sạc 5V, tức là cục adapter giống như điện thoại iPhone 12 Pro Max. Chúng ta cần phải mua thêm một cục sạc giống như cục sạc điện thoại 5V 1A. Và trong đợt hàng đầu tiên này thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá chỉ 5.200.000. Và quà tặng theo là một cục adapter 5V sử dụng để cấp nguồn cho thiết bị này. Tặng quý vị và các bạn một bộ dây quang trị giá 150.000 để kết nối từ TV Ethernet vào thiết bị này. Và tặng kèm theo quý vị và các bạn một sản phẩm rất đặc biệt mà bên Tín Dụng đang phục vụ. Đó là một bộ dây AV Pro N của Ý. Món quà này trị giá 450.000. Tổng 3 phần quà tặng của Tín Dụng Audio sẽ tặng kèm theo Tobin D5S là 700.000, kèm theo bao phí ship toàn quốc. Chương trình này sẽ áp dụng cho 20 sản phẩm đầu tiên trong 20 thùng hàng này. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tín Dụng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Thủ tục mua sản phẩm này rất đơn giản, là anh em sẽ có hai phương thức để thanh toán. Một là chuyển tiền trước một lượt, tức là chuyển hết 5.200.000. Và phương án thứ hai, anh em có thể đặt cọc trước 1.000.000, nhận hàng, kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt số tiền còn lại cho bên vận chuyển. Và Tiến Dũng chỉ ưu đãi cho 20 đơn hàng đầu tiên trong 20 thùng hàng này được các quà tặng trị giá 700.000 này và bao phí ship toàn quốc. Trên đây là một video hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối lấy nhạc mạng từ TV và từ điện thoại di động, làm cho dàn âm thanh của chúng ta hay hơn rất nhiều. Các anh em sẽ sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke, giải trí gia đình. Sản phẩm này được bảo hành 12 tháng. Và cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị hãy bấm nút like và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích với chúng ta. Cuối cùng, xin chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.